cắt này à, thì để nó tan đá mình mua là nó đông đá nha mọi người. Người ta cắt càng vậy luôn nè, bỏ đây cho muối vô, muối cho sạch, rửa cho cái da cho nó sạch ha, và giấm. Nhiều giấm nè. Bây giờ thì sẽ lấy cái dao cạo nó, cạo nó cho nó sạch. Rửa cái da cho sạch lên mới được. Da heo á không rửa sạch nấu nó nặng hôi lắm bạn, rất là hôi luôn. Rồi bây giờ thì cạo xong, bây giờ thì rửa nước lại cho sạch, nó hôi lắm, không được cái này. Rồi bây giờ thì sẽ nêm nếm ba đàn ông và cà chín chị. Ở đây thì bây giờ thì cho một muỗng cắt vàng và khoảng cỡ này bột ngọt và nước tương. Cái này là thì chị ốp để ấy thôi, để ốp thịt thôi. À không phải nước mắm nha các bạn, ông bà cà chín nước mắm không phải nước tương. Cái này là thì ốp thôi, rồi thì để vô tủ lạnh. Rồi khi nào mà nó thấm ấy thì sẽ lấy ra thịt kho rồi mình sẽ nêm nếm lại ha. Và một chút bột ngũ vị hương. Rồi bây giờ thì sẽ thoa cái thịt này, thoa cho nó đậm, thoa cho nó gì thì để vô cái thau nhỏ nhỏ vậy nè. Tại vì biết sao không, thì bỏ vô tủ lạnh á, thì ốp có hoài xong cái thì bỏ vô tủ lạnh qua đêm, ngày mai thì kho. Tại vì hôm nay vậy đồ ăn hôm nay kho thì không kịp, cho nên là chuẩn bị để cho ngày mai đó. Thì ốp nó trước vậy nè. Đó, thì cái thịt nó sẽ đậm đà, thơm hơn ha. Ngon ha. Đó, mình ốp qua đêm là cũng quá là thấm luôn đó các bạn. Rồi, để vậy. Rồi, bây giờ thì sẽ cho vào đây một chút xíu dầu. Để thì thử nước màu đó. Xong cái thử nước màu. Thì giờ thì cho một chút đường cắt vàng vô. Bây giờ thử nước màu ha, thử cái này nó vàng rồi mình bay lại. Thì có tỏi nè, tỏi và hành tím, này của hành tím của mình. Và đây là cái miếng giò heo thì ốp cũng được. Rồi bây giờ thì sẽ bắt đầu lấy ra làm cái miếng giò heo này. Cái giò heo này nó bự lắm. Nguyên một cái giò. Đây, nước màu của thị cũng đang lên màu rồi nè. Đó, lên chút nhẹ nhẹ nữa. Nhẹ nhẹ nữa là được rồi. Rồi, bây giờ thì sẽ cho. Rồi, bây giờ thì sẽ cho cái giò heo này. Thấm. Rồi, thì sẽ cho hành và tỏi vô luôn ha. Rồi thì làm cái này cho nó chín cái da đó, cái da nó săn lại. Rồi thì bỏ vô nồi áp suất thì nấu. Rồi bây giờ thì sẽ chở cái này. Ồ, thả chưa mà nó thơm lắm bạn, cái nước màu á, để cho nó chín cái da. Xong rồi thì để cái nước mà mình ớt nè, để cái nước mình ớt vô. Bây giờ phải để cho nó chín cái da.
nó thấm vô mà nó thê muối là thơm luôn á. Nó vào hèo nấu ra từ từ, nặn rửa nhỏ nhỏ đó, cái mình để gì nè, rất thơm luôn, quá xá thơm luôn. Hết quá khá là bự giật để cho đẩy cái gà đây xuống, để xuống này có hành với tỏi á các bạn, cho nên là nó rất rất thơm. Rồi bây giờ chín rồi à, không phải bây giờ thì làm xong rồi, giờ thì bỏ vô cái nồi ấp súp ha, để cho vô cái nồi ấp súp này nè. Đó. Phải có cái nồi ấp súp này nấu mới được, chứ còn cái này mà Thủy mà nấu hoài á, nấu lâu lắm không được đâu. Rồi bây giờ Thủy sẽ cho luôn cái nước này ha. Đó. Cái nước mà còn dư lại đó, để Thủy ấp thịt đó. Rồi Thủy sẽ cho cái lon nước cốt, nước dừa này vô để hầm nó. Cho cái lon nước dừa này vô hết vô một lon này. Và Thủy chán luôn cái chảo ha. Thủy chán luôn cái chảo. Cái chảo nãy Thủy làm đó. Rồi chán hết, chán cái chảo bỏ hết vô đây. Bỏ hành tỏi vô đây luôn. À. Rồi cho nước dừa vô. Thủy sẽ để cho nước cho mặt thêm chút nước để cho nó đầy cái mặt thịt ha, để mình nấu cho nó rồi thì sẽ cho thêm miếng nước vào cho nó cái mặt thịt đầy luôn cái mặt thịt. Xong thì bây giờ chỉ đậy lại thôi. À, bây giờ thì đậy cái nắp lại. Đậy nắp lại. Rồi, trời. Rồi bây giờ chị sẽ bấm cái nút nấu này ha. Cái nút nấu. Đó, đây 30 phút ha. Rồi bây giờ thì bấm cái nút start bắt đầu nấu. Rồi mình cứ để yên đây 30 phút mình quay trở lại. Chắc nó mềm dữ lắm. Bẻ mấy lá chanh để họ thì vô thì làm nước chấm. Lá chanh này là cho nên là chắc mấy bữa nó thì gà phải bẻ sạch, thì rửa muối xong thì để tủ lạnh đá để mới làm đồ ăn á. Mình có chứ không á. Mùa lạnh vô cái là mấy cái lá chanh này nè, nó cũng úa rồi nó vàng cái nó rụng hết rồi, uổng lắm mà. Mình thì phải bỏ tiền ra đi mua. Đây. Rồi được rồi. Thì ở đây cũng giống như mọi khi thôi. Gạo gấp cá. Thì lựa cái nào mà tươi tươi, bự bự, to to thì vứt. Đây nè. Mấy cọng gạo gấp cá. Phụ nữ ăn gạo gấp cá cũng tốt lắm. Mà cái này hả, ăn mấy lá, cái này có mình thì ăn nè, đúng không? Chồng thì với con thì đâu có ăn đâu, cho nên là bứt đại mấy lá vô được rồi. Khi nào mà có ăn gì món Việt Nam với bạn với bè thì còn ăn nhiều nhiều, chứ còn cái này có mình thì ăn. Chồng cho vui vậy đó, để có nhiều khi mình chạy ra mình bứt vậy nè cũng thích ha. Đó, mấy cọng là được rồi, mấy lá là được, không còn nhiều. Ok, bây giờ thì chạy qua thì bứt miếng thì là, tại vì Thủy cần thì là để Thủy bỏ lên con gà cho nó thơm á. À, có thì là thì thơm hơn. À, wow, kiếm mấy lá thì là hôm giờ thấy cái cây nó cũng lên được rồi. Trời, không biết con gì nó có ăn không, không biết mấy con nai nó có thích thì là của Thủy không. Đó. Đây nè, được mấy lá. Ây, kiếm cái cọng nè. Bẻ mà. À, thơm lắm. Nó còn non á. Nó còn non cho nó thơm dữ lắm.
nhà chậm chút chút vậy. Ôi ôi nó thơm. Bỏ lên chứ chanh, chứ lá chanh thì bỏ lên con gà cho nó đẹp đẹp chút. Rồi vậy là đủ rồi. Một chút rau, một chút dưa. Thôi đi vô thôi các bạn ơi, vô làm tiếp. Rồi bây giờ thì xả hơi ra nè. Đó, chừng nào cái nút mỏ này mà nó sụp xuống thì mình mới có mở ra được nha. Chứ không là nguy hiểm dữ lắm. Nấu nãy giờ 30 phút rồi xong rồi. Bây giờ thả hơi ra. Đỏ này nó sụp xuống thì mình mới mở cái nắp này ra được. Tại ở trong nó hơi nhiều lắm. Bây giờ cái nắp này nó xuống rồi nè. Giờ mình mở ra coi. Quá xa là đã rồi. Đây nè, bây giờ thì sẽ nấu cho nó sắc xuống nữa ha. Khoảng chắc 20 phút nữa mới được. Xong rồi thì lấy cái nước để chấm cái miếng thịt kho ra, nó còn như đây nè các bạn, thì ăn với gạo ha, rau răm, cho gấp cá, và đây là thù lù và cà, không phải cà mà là dưa dưa chanh. Rồi bây giờ mình dùng thôi, tại vì cái này có mình Thủy ăn như đây là đủ rồi. Thủy xin mời ông bà cô chú anh chị ăn vừa với Thủy cho vui ha. Bữa nay ông xã Thủy về trễ quá cho nên là một mình Thủy ăn. Cái này kho nhưng mà nó chưa có rượu lắm nè. Ở đây thì có cái nước chấm nữa nè, nó chưa có rượu lắm, nhưng mà bây giờ Thủy ăn tay nha. Thủy thích ăn tay nhưng mà Thủy không có cái bao tay á. Thủy không có cái bao tay để bao tay mà dạng giống như trắng mà ở người Korea hay ăn đó các bạn. Người Korea thì người Hàn á, như Thủy có cái bao tay để làm bíp thôi. Cho nên nếu mà Thủy ăn kiểu đó, đeo cái bao tay mà làm bíp vô ăn á, thì nó kỳ quá. Rồi bây giờ Thủy sẽ ăn cái này bún ha. Đây, Thủy sẽ chấm thịt rượu với bún vậy nè. Ăn cho nó đã. Đó, cay cay nha ha. Đúng không? Ăn tay vậy nó mới đã. Trời ơi nó ngon. Cái thịt này á, nó chưa có cứng lắm, nó chưa có mềm lắm. Cho nên là Thủy kho cỡ này được rồi. Tại vì nếu mà Thủy làm xong rồi cái Thủy còn bỏ vô, đâu có ăn hết đâu. Cái Thủy phải bỏ vô nồi, cái hầm lên, hầm tới, hầm lui là nó rụt ra luôn á. Cho nên là ăn vậy cũng rất là ngon. Mà cái gia vị rất là dễ ngon nha. Nó thấm nước cốt dừa, nó thấm ngon lắm các bạn. Nè, chấm vậy ăn rồi được rồi. Có ớt nè, cây cay ngon. Dưa nó giòn, thịt đó mà kho nước cốt dừa kiểu này ở tàu nó ngon, nó thấm vô á. Là hồi nãy là Thủy niêm vậy thôi đó, là Thủy không có niêm cái gì nữa hết trơn á, nó đủ luôn á các bạn, nó đủ luôn vậy đó. Thích bóc bóc chấm chấm nha, đừng la Thủy nha. Có rau răm, rau gấp cả, với lại cắt rau cải, nó ngon. Ăn kiểu này kiền đó các bạn. Nguyên cái chân heo. Ý khọt lên. Ôi, bẻ nó mềm vậy luôn à. Mình không chấm cũng được nữa, nhưng mà tại muốn chấm chấm cho nó cay cay. Tại vì trong này thì có để ớt cho nè, bỏ ớt cho nó cay cay.
ngon. Ai á, mày kho kho giấm thủy lên, rồi kho rượu xuống á, nhìn mua cái khúc 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 về mình kho cũng được không? Kho này ăn Tết là thôi hết sảy luôn nha, cái gia vị cái vị của nó giống như à, kho Tết á. Chừng nó thấm nó ngon ngon ư là ngon, nó thấm với các bạn rất ngon luôn á. Thì kho bằng ngọt ấp súp á, cho nên là thôi là ấp xúc á, nó dễ nha. 30 phút là có ăn nha. Còn cái này á mà mình kho nồi thường, mình kho mình để rượu á, chắc phải nghĩ chắc khoảng 3 tiếng mới được. Tại vì cái này nó lâu lắm, không biết ngay nè. Chứ kho nó mềm mà bẻ nó dụng ra luôn rồi. Đó nó vậy á, thôi cạp ăn cạp, cái này dễ cạp, cái này ở dưới chưa khó cạp không? Nghe nói ghê hả, cạp luôn mới ghê. Nhưng mà ngon. Thu luôn. Giòn ngon. Ngon lắm các bạn ơi. Khom mềm kiểu này là hết sảy luôn. Mà thấy khoai với nước cốt dừa nữa, nước dừa nữa, nó thấm vô, nó thơm. Ở bên này á, thì ở Mỹ này thì chỉ có như vậy thôi. Chứ kiếm dừa tươi á, mua về kho cũng được, mà dừa tươi nó mắc lắm các bạn. Mà mình mua về á, nội mà để mình đập mà mình khui cái đầu á, mình khui để mình lấy cái nước dừa không cũng hả công sức mệt lắm. Cho nên thôi làm dừa dừa lon dừa hộp vậy ha. Nó đã. Ăn tay vậy mà ngon. Muốn đũa gấp gấp không được đâu, cái này không được. Ăn cái này á thì phải ăn gạo nhiều nhiều nó mới đỡ ngán. Cục thịt vậy, một cái chân giò heo vậy, các bạn thấy ít chứ, cái này chắc cũng 3-4 người ăn mới hết á. Nhiều lắm. Thu lù ớt.
nhuần. Lấy miếng bún cho miếng thịt lên, miếng bún cho miếng gạo vô, rồi vậy là thôi, vô vô miệng thôi. Ngon. Dưa. Ngon quá các bạn ơi. Thôi mà để thấy ăn thêm miếng nữa rồi ấy dừng lại. Chứ mà một ngồi ngồi ăn kiểu này mà ngon 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 thôi ăn hết luôn á. Nói chơi vậy thôi chứ trời ơi, ăn hết cái này chắc không biết sao nào ăn, mà ăn hết nổi các bạn. Nói vậy thôi chứ. Rồi cái cục thịt này nè. Nó bự chưa. Đó, kho rượu lên. Đó, đây. Cắn cắn cạp cạp chứ nãy giờ thịt cũng còn y nguyên nhiều lắm. Nói chơi vậy thôi chứ ăn không có hết, không có nổi đâu. Chấm chấm ớt. Ăn kiểu này giống người Thái đó ha. Người Thái cũng hay ăn tay lắm. Nó béo ngậy. Ngon ghê luôn. Không mà nước cốt dừa với ngũ vị hương tỏi rồi thấm vô các bạn. Ăn quá ngon. Cái này Tết nè. Mình mua kiểu này nè, cái mình cắt ra ha, mình kho chừng 2 cái chân giống vậy là với 12 trứng vịt vô là kho là Tết là coi như là viên mãn luôn á. Ngon viên mãn luôn. Ok thì cảm ơn ông bà cô chú anh chị nha. Nói gì thôi chứ một mình thì ăn không được nhiều đâu. Là ăn nói gì, vừa nói vừa ăn vậy thôi chứ nè, còn quá trời. Thấy một cái giò heo thấy nó đưa lên nó ít thôi, tại vì kho đó cái nó sắc lại á. Chứ nó rất là nhiều, nó nhiều thịt nha, nhiều da, nhiều ngoái lắm. Mình ăn một mình ăn cái này chắc cũng chẳng cả tầng á các bạn. Ok thì cảm ơn bà cô chú anh chị rất nhiều nha. Thương Thủy cho Thủy một like hay một share, một đăng ký ủng hộ giúp đỡ, cảm ơn rất nhiều nha. Chúc bà cô chú anh chị một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc, an lành nha. Và quan trọng nhất là thật thật nhiều sức khỏe nha. Bye bye.